Thứ sáu, tuần 24 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Đức Giêsu rảo qua các thành phố làng mạc, rao giảng và loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Cùng đi với người có nhóm 12 và mấy người phụ nữ đã được người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Maria, gọi là Maria Magdala, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ, bà Gioanna, vợ ông Khuya, quản lý của vua Herode, bà Susanna và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giêsu và các môn đệ. Suy niệm. Cha Michael Martini, một nhà thần học nổi danh người Ý, đã thuật lại một câu chuyện như sau. Khi tôi đi truyền giáo ở Brazil, ngày kia, một người đàn bà Brazil mà tôi quen biết vài năm nay gọi tôi ra một nơi và nói nhỏ: "Thưa cha, con muốn tiết lộ cho cha một bí mật, xin cha đến nhà con." Tôi chấp nhận lời mời của bà và đến nhà bà ta. Bà dẫn tôi vào phòng ngủ của đứa con trai bà. Đó chính là một quái thai. Đầu đứa nhỏ to như đầu người lớn, nhưng thân mình của nó thì bé tí xíu. Đôi mắt nó thật to và luôn nhìn chằm chằm lên trần nhà. Tôi rùng mình thốt lên: "Chúa ơi!" Nhưng bà ta nói: "Thưa cha, từ 8 năm nay con chăm sóc đứa con này của con. Nó chỉ biết có một mình con mà thôi. Và con rất hài lòng về nó, hầu như không một người nào khác biết đến sự hiện diện của nó." Rồi bà ta lớn tiếng nói: "Thiên Chúa là đấng nhân lành, Ngài là cha." Bà ta nhìn lên trời, nói tiếp với giọng bình thản: "Xin vâng ý cha, dưới đất cũng như trên trời." Cha Michael Martini kể: "Tôi rời nhà bà ta trong sự khâm phục và kính nể. Đầu tôi cúi xuống kinh hoàng vì đứa trẻ quái thai, đồng thời ngỡ ngàng vì thái độ bình thản của bà mẹ. Rồi bất chợt, một câu kinh thánh xuất hiện trong đầu tôi. Đó là lời Chúa Giêsu nói với người đàn bà mắc bệnh hoại huyết: "Hỡi bà, đức tin của bà thật lớn lao." Quả thực, đức tin của người đàn bà xứ Brazil trong câu chuyện kể trên đây thật lớn lao dường nào. Bà không chửi trời trách đất vì có đứa con quái thai như thế. Trái lại, bà đã sống trọn tinh thần lời Chúa dạy: "Hai con chim sẻ mới bán được một đồng, thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý Thiên Chúa." Và như lời Thánh Phaolô Tông Đồ đã nói với các tín hữu Roma: "Mọi sự đều cộng tác để mang lại ích lợi cho những người có lòng kính mến Chúa." Chính lòng yêu mến Chúa đã ban sức mạnh cho người phụ nữ Brazil đó chấp nhận nghịch cảnh đau thương, chấp nhận đứa con tàn tật của bà mà không kêu than hay tìm cách sát hại con mình. Brazil đã có một người phụ nữ tuyệt vời như thế. Trong bài tin mừng hôm nay, thời Chúa Giêsu, người ta vẫn còn xem phụ nữ là một thứ nguy hiểm, một cám dỗ triền miên, một tạo vật thấp hèn, hay cùng lắm chỉ là phương tiện để bảo tồn nòi giống. Một quan niệm và đối xử như thế đối với người phụ nữ vẫn còn rơi rớt trong xã hội chúng ta. Trong biết bao xã hội, phụ nữ vẫn còn bị đối xử như chưa bình đẳng với nam giới. Chúa Giêsu quả thực đã làm một cuộc cách mạng khi đảo lộn quan niệm về nữ giới với những người đồng thời của Ngài. Ngài đã rất tuyệt vời trong cách đối xử với nữ giới. Những người phụ nữ mà Thánh Luca nhắc đến, trong đó có những người đã từng bị quỷ ám. Mối quan tâm của Chúa Giêsu đối với nữ giới, nhất là việc làm chữa lành cho họ, là dấu chỉ cho thấy họ đã được tự do, không những được giải phóng khỏi sức mạnh tâm tối mà còn trở nên bình đẳng trước mặt mọi người. Để nói lên sự bình đẳng ấy, Chúa Giêsu cho các phụ nữ được tham gia vào sinh hoạt của nhóm 12. Sự hiện diện và phục vụ của họ bên cạnh Chúa Giêsu và nhóm 12 chứng tỏ rằng trong giáo hội của Ngài không hề có sự phân biệt phụ nữ. Sự kiện những phụ nữ đi theo Chúa Giêsu
ngay từ lúc ngài bắt đầu sứ vụ công khai, cũng chứng tỏ rằng họ là những người cùng đi với các tông đồ trong việc loan báo tin mừng của ngài, có sứ mệnh và trách nhiệm loan báo sứ điệp tin mừng. Lạy Chúa, xin Chúa ban thêm sức mạnh cho bao nhiêu gia đình đang đau khổ vì có những người con tật nguyền, bệnh tật hiểm nghèo. Xin Chúa trở thành nguồn vui, mang lại ơn thánh hóa cho họ và cho tha nhân. Xin cho họ biết vâng ý Cha dưới đất cũng như trên trời, như bà mẹ Brazil can đảm trên đầy.